Linh Ca Đầu xin kính chào bà con. Hôm nay Linh Ca Đầu xin giới thiệu với bà con dòng phao hay gọi là phao phụ kiện dùng để làm lưới đánh cá, lưới quét cá và dùng làm để phao vật nổi ở những nơi cảnh báo ví dụ như là hồ bơi hay là ngoài ao, ngoài hồ vân vân, nó có rất nhiều tác dụng. Thì cái kích thước của cái phao này nó là 8 x 10, có nghĩa là cái chiều dài của phao này nó là 10 phân đấy. Cái bề rộng của nó là bề rộng của cái phao này nó rơi vào 8 phân. Chất liệu là phao cứng, phao đúc, độ bền cũng như độ nổi của nó rất là cao. Đấy, hàng phao lỗ xuyên tâm đấy, lỗ xuyên tâm luôn, cho cái dây đi dây thừng hoặc dây cáp vào đây nó rơi vào phi tầm phi 8 là to là vừa, 8 hoặc phi 6 tùy phụ thuộc vào bà con. Bà con có nhu cầu thì liên hệ với trực tiếp với A Đầu nhá. Hàng này luôn có sẵn trong kho, một số lượng bao nhiêu cũng có. Giao hàng toàn quốc, xin cảm ơn bà con.